Chị là Thủy á, chị năm nay 34 tuổi. Thì đợt mang thai đợt này là chị mang thai lần hai và cũng là cách 10 năm rồi chị mới có được á. Anh đi khám vào đúng hôm mùng 6 á, thì hôm mùng 7 thì lại nghe thông tin bệnh viện mình tạm ngưng hoạt động vì dịch á. Vợ chồng anh là rất chi là lo, về nhà vợ buồn khóc suốt đấy. Nhưng mà cũng may là có bên bệnh viện nhà mình ấy, bên đội ngũ tư vấn đó, thì vẫn cứ điện thoại động viên là nếu mà có muốn thăm khám thì đi các cơ sở của viện, các cơ sở khác vẫn cứ hoạt động thăm khám như bình thường. Nếu mà chị có nhu cầu mà thanh lý hợp đồng thì bên bệnh viện cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng mà bên vợ chồng anh thì vẫn cứ tin tưởng ở Hồng Kông nhà mình. Thì vợ chồng anh thăm khám rất nhiều và các bạn bè nào cùng cơ quan cũng khám và sinh ở Hồng Kông, vẫn cứ luôn cố gắng giữ để chờ đợi đến ngày hoạt động trở lại. Thì mình là một bệnh viện lớn thì mình nghĩ là cái việc sát trùng hay sát khuẩn hay là cách ly thì nó là đảm bảo rồi.